CV mới lại bóp gì quên ta, hôm qua đây mới lập lập lại coi. Sáng mới lập bây giờ quên. CV sức mạnh công kích theo cấp giảm, sẽ thường nêu ở sẽ thường nêu bật tăng theo phần trăm sức mạnh công kích. Lên làm nhiều là sẽ to. CV xác lực chơi chơi vui á. Nếu mà tìm kiếm áo giấy chơi được rồi chứ nó có khoảng một hai con tăng đấu sĩ hay là khó. À. Để tôi chế lên tôi lên đồ theo kiểu của tôi có mạnh không? Ok. Để lên đầu chế linh nha anh em. Để đợi chế linh xíu. Anh em thấy mạnh thì anh em lên. Thấy không mạnh thôi. Lát làm gì hả? Lát để hồi á. Này 13.12 đúng không? Tinh chuẩn chưa mới chơi? Màu khó xuyên qua đi. Để lên coi đồ này giòn không. Giòn thì anh em lên nha. Giòn không? À, chọc nó xíu nó mạnh vậy. Tâm tối quá à. Chọc nó xíu làm căng. Vừa kêu giòn không hết giòn. Chết. Đồ này cũng được, hai đồ bình thường phải nó bắn nó chết rồi. 145 cho ba cái tiền có xứng đáng hay không? Giao điện này chuẩn bị bỏ nó đi đi. Đồ này sao đánh dài được. Giao điện này cùi quá. Giao điện đỡ không biết con gì lên luôn á. Tự nhiên bỏ giao điện à. Trước bỏ giao điện tự nhiên mùa này chó trở lại. Trở lại phế hơn xưa đó. Top nhận bóng phế nhất hiện tại là có giao điện chổng liền á. Ngon. Ừ.
Cứu nó đi, cứu nó đi, lan đam, lan đam đi, lan đam đi. Lan đam đi, trời ơi mạnh. Quỳ cái muốn khóc. Chờ cái phút máu đi. Chugger vậy. Ảo lòi nha. Né. Các bạn bên trái mà né lại. Còn giúp bị lỗi nữa kìa. Em nhớ like subscribe cho đỡ, nhắn mến em nhiều nha.